3 ngày vừa qua, triển lãm thiết bị nghe nhìn lần thứ 20 AVSO 2023 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham dự đông đảo của những người đam mê âm thanh với sự quy tụ của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nổi bật tại triển lãm có sự tham gia của Paramat, thương hiệu âm thanh hàng đầu Việt Nam với dòng loa đứng Hi-Fi Euro 8. Dòng loa này sở hữu nhiều thiết kế ngoại hình với đa dạng phong cách, phù hợp cho các sở thích và không gian nội thất. Paramat Euro 8 được hãng trang bị hệ loa thành phần cao cấp, trong đó loa tần số cao sử dụng hợp kim titanium quý hiếm kết hợp với họng kèn điều hướng tạo nên dải âm cao, rộng mở và chi tiết. Hai loa trung trầm sử dụng hợp kim aluminium tái tạo dải trầm sâu, nội lực và lan tỏa. Ngoài ra, Euro 8 còn được thiết kế với đáp tuyến rộng mở cùng độ nhảy cao, mang đến dải âm đẹp nhiều chi tiết, đồng thời tối ưu trong phối ghép để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc và karaoke chất lượng cao. Tại sự kiện, Paramat còn trình diễn mẫu Amply ZA450. Sản phẩm là sự kết hợp của cả 3 thiết bị Amply, mixer số và micro không dây trong cùng một thiết kế. Thiết bị này cho khả năng khuếch đại mạnh mẽ, xử lý âm thanh chuyên nghiệp với công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số DSP, cùng một thiết kế gọn gàng với đa dạng ngõ kết nối. Cả loa Euro 8 và Amply ZA450 đều được Paramat thiết kế hướng đến tính hiệu quả cao trong trình diễn âm thanh, mang đến những giá trị vượt trội ở cả phần nghe lẫn phần nhìn, góp phần tạo nên những không gian giải trí hiện đại, phong cách và chất lượng cho người yêu nhạc.